ấm nào cũng pha được trà hết. Đấy là câu mà mình hay trả lời với những cái người mà cái khách hàng của mình ấy. Nhiều người mua trà San Tuyết hay là trà Tân Cương Thái Nguyên, trà Ô Long bên mình nữa luôn nhá. Nó hỏi mình là anh ơi, em phải pha vào trà San Tuyết em pha ấm gì, hay trà xanh em pha ấm gì. Thật ra nhá, phú quý sinh lễ nghĩa các bạn ạ, nếu các bạn có đủ điều kiện kinh tế thì các bạn nên mua đủ các thể loại ấm chén về để mình có thể trải nghiệm. Tuy nhiên đấy là quan điểm của mình, đấy là gì, ấm nào cũng có thể pha được trà hết. Các bạn phải hiểu như thế này, các cụ dạy rồi, nhất nước nhị trà tam pha tứ ấm. Đơn giản thôi là chúng ta muốn có thời gian thư thái bên ấm trà, chúng ta có thể đọc sách, chúng ta có thể trò chuyện, hoặc là chúng ta có thể ngồi một mình cũng được. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên để có một ấm trà ngon đấy không phải là cái ấm, mà phải là gì, nước, nhất nước nhị trà đến trà nhé. Đây ví dụ như trà, đây ví dụ dòng trà trà Xuân Móc Câu của bên mình này đấy, tam pha tứ ấm. Thế thì cái ấm nó chỉ là cái yếu tố thứ tư thứ năm thôi, chúng ta đừng quan trọng cái vấn đề đấy. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị gì, một cái tâm hồn thư thái, một giống trà hoặc là một cái trà này ngon phù hợp với mình. Nước thì ưu tiên là nước tinh khiết, còn khu vực nào có cái nước nó ngon nó ngọt hơn thì mình có thể sử dụng. Thứ ba là cái kỹ thuật pha trà, pha làm sao đấy là cái nhiệt độ nước phù hợp này, hãm nước phù hợp này, để làm sao đấy nó dậy được cái mùi trà và mình thưởng thức được cái vị của trà một cách tốt nhất. Còn ấm chén đó mà, nó chỉ là yếu tố phụ thôi, có thì rất tốt nhé, nhưng mà đừng để những cái mà yếu tố liên quan đến ấm chén này pha bằng cái gì nó ảnh hưởng đến cái việc thưởng trà của mình các bạn nhé. Cứ thưởng trà thoải mái đi các bạn ạ. Có điều kiện thì mình mua nhiều để mình trải nghiệm nhiều, có ít mình ưu tiên mua trà ngon trước các bạn nhé. Còn trà ngon ở đâu thì các bạn có thể tham khảo ở dưới này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.